Phê Phúc xin chia sẻ đây là cái thảm đa tác dụng ạ. Cái thảm này nó có đá nóng Tupani ạ. Tức là khi chúng ta đặt lên vùng bụng hoặc là vùng lưng ấy, đặc biệt là những người già khi mà rất là khó ngủ ấy, thì chúng ta có thể là dùng cái thảm này chúng ta đặt ở vùng lưng và nó tự có sức nóng. Và cái sức nóng này rất là tốt để giúp cho là lưu thông khí huyết ạ, và giúp cho giấc ngủ tốt hơn, đặc biệt là những người khó thở ạ. Và cái sản phẩm này nó cũng giúp là chống stress và ngăn ngừa các gốc tự do này. Và những người mà thiền vào buổi sáng thì cũng có thể dùng cái thảm này. Nó có các cái đá nóng Tupmani ạ, tự nó sẽ làm nóng và giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt vào mùa đông ạ.